Vậy là nó phụ bơi phải không? Rồi, chia tay nha cô gái. Dẫn bơi nhanh nhanh lên. Mà có chiếc tàu mà chạy ngang rồi nhớ nghe lại nó nha. Một chiếc ghe chạy ngang gặp một chiếc xuồng vượt sông, hai chiếc gặp nhau. Người phụ nữ miền Tây vượt sông bằng miếng xốp mỏng để đi chợ, thái độ gây chú ý đặc biệt. Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ qua sông, không cần thuyền bè, chỉ với miếng đồ đặc biệt nhanh chóng nhận được sự trầm trồ của dân mạng. Cụ thể, theo chia sẻ của người đăng tải, đoạn clip được quay lại tại một tỉnh miền Tây. Người phụ nữ này muốn qua sông để đi chợ, nhưng đã chọn cách làm không giống ai. Không mặc đồ bảo hộ, ngồi trên miếng xốp, dùng hai miếng gỗ để làm vật chèo giữa mênh mông nước. Trên miếng xốp nhỏ còn có một vài túi ni lông đựng đồ bên trong, nghiêng ngả nhưng người này không lấy làm sợ hãi, bình thản di chuyển như đã quá quen. Xung quanh có nhiều người chứng kiến sự việc, thoải mái lấy điện thoại ra quay hình và cười đùa nói rằng: "Rồi chia tay nha cô gái, cố bơi nhanh nhanh lên, trời ơi quá dữ, quen rồi chứ nếu không thì lật chết luôn." Sau một ngày đăng tải, đoạn clip thu hút hơn 321.000 lượt xem, đã gây ra cuộc tranh cãi khá gay gắt. Nhiều bình luận phản đối hành động trên, cho rằng quá nguy hiểm vì chỉ cần một tác động mạnh như sóng hay thuyền bè lớn đi qua sẽ có nguy cơ gặp tai nạn không ngờ. Tuy nhiên, đáp trả lại những luận điểm đó, có ý kiến cho rằng ở miền sông nước họ đã quá quen thuộc với địa bàn và cảnh nước bao quanh, sẽ không gặp khó khăn gì. Trời ơi, nguy hiểm thế, nhỡ có thuyền lớn đi qua thì sao? 30 năm cuộc đời, lần đầu thấy có người ngồi trên miếng xốp mà đi qua sông thế này. Xem mà rùng mình lo lắng thay. Thật ra với những người ở đồng bằng và miền núi sẽ sợ cảnh này, nhưng ở miền Tây, mọi người quá quen với việc sông nước rồi ấy nên không gặp nguy hiểm đâu. Chắc chị ấy cũng biết bơi nên mới dám hành động như vậy. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại cảm nghĩ của mình. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để xem những video mới nhất mỗi ngày nhé.